Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, rất vui được quay trở lại trong chương trình hội luận nhận định thời cuộc hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, cùng với chúng tôi vẫn là vị khách quen thuộc, đó là bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin chào anh Bình và xin anh gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta. Dạ, kính chào quý khán giả. Và kính thưa quý vị, nội dung của cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi nó sẽ hướng đến hai quốc gia mà nó có ít nhiều liên hệ đến cái vấn đề chung của thế giới. Đầu tiên chúng ta phải nói tới Trung Đông. Vốn nơi đây từ xưa đến nay nó vẫn là một cái lò lửa, đặc biệt là cái cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine. Nó vẫn âm mỉ từ bao nhiêu thập niên và thỉnh thoảng nó lại có những cuộc bùng phát mới. Và vì vậy cho nên cái việc mà tình hình căng thẳng ở tại nơi đây nó luôn luôn nó có. Và nếu một quý khán thính giả nào mà có dịp đi sang Do Thái thì thấy đó là ngày thường bình thường thôi thì quân đội của Do Thái họ cũng luôn luôn là đứng gác ở tất cả các cái cửa ngõ, các lối đi, đặc biệt là trong cái khung thành Jerusalem đó. Cho nên cái tình hình rất là căng thẳng từ xưa đến nay. Nhưng mà gần đây thì bắt đầu nó có một cái cuộc nổ ra một cái cuộc xung đột mới, mà lát nữa chúng ta sẽ có thời gian để đi vào chi tiết của cuộc xung đột này. Quốc gia thứ hai mà chúng ta lại nói đến đó là Thụy Điển. Thụy Điển vốn là một cái quốc gia ở Bắc Âu và cũng rất là hiền hòa. Nhưng mà nó có những cái sự kiện mà khiến cho cả cái thế giới Hồi giáo bỗng dưng trong mấy ngày vừa qua đó nổi cơn thịnh nộ, là vì có một cái nhóm người nào đó họ đã biểu tình và đốt kinh Koran. Chuyện này nó đã xảy ra hồi đầu năm và bây giờ nó lại lặp lại thêm một lần nữa. Và đương nhiên là nó châm ngòi cho mấy cuộc phản ứng dữ dội của những người dân Hồi giáo ở các quốc gia khác. Đến đây thì tôi xin ngưng ở đây để giới thiệu đến quý vị về cái nội dung. Và bây giờ xin quay trở lại cái tình hình ở tại Do Thái. Như tôi đã thưa đó thì Do Thái vốn nó là một cái vùng đất tương đối nhỏ, và ở nơi đó đó thì nó có hai cái sắc dân đang sống với nhau, tức là người Palestine và người Do Thái. Từ khi mà người Do Thái lập quốc cho đến nay luôn luôn là nó có những cái vấn đề xung đột. Thế thì chuyện gì mới đây nó đã xảy ra khiến cho cái cuộc xung đột này nó lại bùng phát, thì tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ đến quý khán thính giả của chúng ta. Thời gian gần đây thì cái vùng Tây Ngạn trong 20 năm vừa rồi, Do Thái họ đã giao lại cho cái chính phủ tự trị của Palestine để họ quản lý. Cái dải Gaza đó thì Hamas đã kiểm soát cũng khoảng 20 năm nay rồi. Thành ra hai cái vùng này là kể như đối với dân Do Thái bình thường á, thì nó là cái vùng họ không muốn đưa quân vô trở lại đây nữa. Nhưng cứ lâu lâu vài năm mà họ phải có một cuộc hành quân đặc biệt để giải quyết những cái gì mà chính phủ Palestine không làm được. Thì cái thị trấn Jenin nó chỉ là một cái thị trấn nhỏ ở phía bắc của vùng Tây Ngạn, nó nằm sát với cái biên giới với Do Thái. Nó là một thị trấn nhỏ có 40-50 ngàn dân thôi, nhưng bên trong nó có một cái trại tị nạn khổng lồ, 10 mấy ngàn dân mà đã sống lây lấp 75 năm nay, từ ngày mà có cuộc chiến đầu tiên giữa Palestine và Do Thái. Con cháu của những người này họ chạy ra khỏi nước Do Thái lúc đó, cái phần đất của Do Thái, họ chạy về vùng Tây Ngạn. Và sau đó thì bây giờ họ sống trong cái vùng Tây Ngạn này, thì cứ sống lây lất như vậy thôi. Những cái đây nó là cái ổ để mà của khủng bố, là vì những cái người thanh niên trẻ mà lớn lên trong đây họ không có tương lai gì hết. Cuộc sống nó lây lất vậy, thành ra họ gần như là tuyệt vọng. Và chính phủ Palestine, chính phủ tự trị cũng không có giải quyết được cho họ. Tuy là thế giới cũng đã viện trợ cho cả $tỷ. Cho nên họ chỉ còn thường là có một con đường thôi, là bao nhiêu cái hận thù chất chứa nó cứ đổ về Do Thái, và họ dễ bị tuyển vô trong những cái nhóm khủng bố. Thì trong mấy tháng trở lại đây nó có nhiều cái vụ khủng bố mà nó xuất phát từ thành phố Jenin, từ cái thị trấn này. Bây giờ Thái đó, họ nghi là đây là một cái ổ. Họ nói là trong cái thị trấn nhỏ này nó có những cái kho chứa vũ khí, nó những cái nhà máy nhỏ để làm bom nữa. Thì đó là theo như tình báo Do Thái họ nói. Và họ nói là họ đã báo với lại chính phủ Palestine nhiều lần rồi mà không có dẹp được cái này. Cho nên bây giờ đến phiên Do Thái phải làm. Vì trong cái hiệp ước giữa Do Thái, hiệp ước an ninh giữa Do Thái và Palestine, mà bên Palestine miễn cưỡng phải chấp nhận hồi 20 năm trước, là lâu lâu quân đội Do Thái có quyền được đưa quân qua Tây Ngạn, vì lý do để kiểm soát an ninh cho Do Thái. Những chuyện nội bộ của người Palestine thì họ để cho Palestine giải quyết, nhưng mà cái gì liên hệ trực tiếp đến an ninh của Do Thái thì quân đội Do Thái có quyền đưa quân vô. Và bây giờ vào ngày thứ Tư vừa rồi thì họ lại đưa quân, ngày 4 tháng 7 vừa rồi thì họ lại đưa quân một lần nữa. Thì cái cuộc hành quân này nó lớn chứ không phải không, có lẽ là lớn nhất trong vòng 20 năm trở vô thành phố Jenin này. Bên Do Thái họ dùng máy bay không người lái đầu tiên để dò bom pháo kích như những cái địa điểm mà họ nghĩ là cái ổ khủng bố. Nhưng mà máy bay không chưa đủ thì họ phải gửi vô khoảng chừng 2.000 quân đi càn quét khắp cái thị trấn này, đi đến những cái địa chỉ, những cái địa điểm mà họ nghi là những cái kho, những cái ổ, những cái hoạt động của những cái nhóm khủng bố này. Họ đi tìm người luôn, những người mà họ tình nghi, và bắt nhiều lắm. Rốt cuộc sau 2 ngày đó, quân đội Do Thái họ phải rút đi, vì họ nói là đã xong, hoàn tất được cái mục tiêu rồi. Họ để lại, trả trở lại Jenin cho chính phủ Palestine. Nhưng mà cái thành phố, cái thị trấn Jenin thì như quý khán giả có thể thấy, sau 2 ngày bên phía cái lực lượng mà phiến quân ở trong thành phố thị trấn Jenin thì họ không có yên, họ cũng đi theo lính Do Thái, họ bắn tỉa phục kích, cho nên hai bên bắn qua bắn lại, về rốt cuộc thành phố cái thị trấn nó đổ nát luôn. Và bây giờ quân đội Do Thái rút đi rồi thì chính phủ Palestine phải thừa hưởng cái này, cũng không biết làm sao mà tái thiết được. Và cũng trong cái dịp này đó thì tôi nghĩ rằng là chính phủ Do Thái họ cũng không chỉ có dừng lại ở cái khu thị trấn Jenin mà thôi, mà họ cũng đã tức là pháo kích luôn vào trong cái khu vực Gaza, tức là cái nơi mà Hamas đang hùng cứ đó. Lẽ dĩ nhiên là khi nó xảy ra ở Tây Ngạn đó, thì bên giải Gaza đó họ cũng đáp ứng cái đòi hỏi của người Palestine, và cũng đầu có pháo qua và hai bên bắt đầu cũng trao đổi với nhau. Nói tóm lại thì nó tạo ra một cái cuộc khủng hoảng lớn, và nhìn vào đây thì chúng ta thấy đó là dường như là nó đang có cái sự leo thang. Bởi lẽ ngay cả cái lực lượng Hamas gần đây đó, họ lại lên tiếng cảm ơn Iran là vì đã cung cấp cho họ rất nhiều vũ khí để họ có thể làm những công việc đó là chống lại người Do Thái. Thì tất cả những cái chuyện này đó nó cứ xoay vòng vòng, và bên cạnh đó thì giống như anh nói là đúng là cái người dân đó mà họ đứng ở giữa đó thì họ sẽ là cái người thiệt thòi. Nếu mà nhìn vào cái bức tranh lớn này đó thì anh nghĩ như thế nào về cái chính phủ Do Thái khi ngày hôm nay đó một mặt họ phải đối diện với cái việc là giải quyết mở đóng ngoặc kép những cái tổ chức mà khủng bố ở trong cái trại tị nạn của người Palestine, và mặt thứ hai thì chính về mặt nội chính đó họ lại cũng phải giải quyết những cuộc biểu tình rất lớn kéo dài trong vòng nhiều tuần lễ để chống lại cái sự cải tổ tư pháp của ông Netanyahu. Thì đây nó quả là một vấn đề mà rất là khó khăn cho chính phủ Do Thái ngày hôm nay. Anh có ý suy nghĩ gì về cái trường hợp này? Theo như mà quân đội Do Thái, bộ quốc phòng Do Thái họ nói thì họ đạt được mục tiêu rồi. Mục tiêu của họ là rất là hẹp, không phải là chiếm đóng cái thị trấn này hay là chiếm đất của dân Palestine, họ chiếm xâm nhập vô đây càn quét, giải quyết những cái đối tượng mà họ cần giải quyết. Họ đã thành công và chúng tôi thu được bao nhiêu đó vũ khí và hạ được 12 người khủng bố. Cái mục tiêu quân sự thì có thể nói là họ đạt được, tại vì quân đội Do Thái làm việc rất là hữu hiệu chứ không phải không. Nhưng mà về chính trị, sau cái biến cố này thì nó để lại bao nhiêu là nạn nhân, những người mà dân vô tội bị kẹt trong cuộc chiến này. Mỗi lần hành quân vô cái thị trấn như là Jenin thì nó là đây những cái khu ổ chuột đó, nhà cửa san sát với nhau, dân với là khủng bố là sống chung với nhau, có khi trong cả căn nhà, trong gia đình luôn. Thì lúc mà quân đội Do Thái tấn công vô đó, họ bị chống cự lại thì họ phải dùng vũ khí lạnh nữa, họ bắn nữa, bom đạn rồi dội vô. Và một những cái chiến thuật mà họ hay dùng là cái nhà, cái gia đình nào mà có con đi có tội khủng bố chẳng hạn thì họ làm nổ tung cái nhà đó. Rồi trong lúc mà họ đi từ nhà này qua nhà khác thì họ cũng phải nổ tung cái nhà đó để mà họ mở đường đi, để vì bên Palestine cũng hay núp để bắn tỉa. Cho nên rốt cuộc á, người dân là bị thiệt hại nặng nhất. Và sau khi mà Do Thái họ rút đi rồi thì cái lực lượng dân quân ở ngay tại Jenin lại cũng xuất hiện, như mình thấy trên TV có những người bịt mặt cầm súng AK đi vòng vòng kéo như cả đường, và cả chục ngàn dân cùng với nhau đưa làm những cái đám tang tập thể đó để chôn 12 người chiến binh đó. Thì nó để nhìn như vậy, mình thấy là sau một cuộc hành quân như vậy nó để là nó gây hận thù thêm, cả ngàn người nạn nhân sau đó, nhất là những đứa nhỏ mà lớn lên nó nhìn thấy cảnh này 10 năm sau nó lại cũng theo khủng bố nữa, cho nên nó sẽ vô tận, không bao giờ giải quyết được dứt điểm. Bên phía Do Thái, cái bên phía đối lập Do Thái thì lần này họ là cũng nghi ông Netanyahu là ổng kiếm chuyện, ổng ra quân để ông thỏa mãn cái cánh hữu của Do Thái, những người mà chủ trương để bảo vệ cho những khu định cư của người Do Thái trong vùng Tây Ngạn, và kiếm chuyện để cho dân Do Thái bớt tập trung về những cái vấn đề nội bộ, mà trong cái đó nội bộ Do Thái hiện giờ cũng đang bị cuộc khủng hoảng. Thành ra cái cuộc hành quân này nó đối với một nửa nước Do Thái thì người ta không ủng hộ. Tóm lại là chính phủ Netanyahu ngày hôm nay cũng đang phải đối diện với khá nhiều vấn đề, từ cái chuyện nội bộ phải làm thế nào để mà giải quyết được cái chuyện gọi là cải tổ tư pháp mà gần một nửa dân số đó họ không đồng ý và họ biểu tình, họ chống, là vì họ nói như thế tức là mất, vi phạm cái quyền tự do của người ta, vi phạm cái thể chế dân chủ. Nhưng mặt khác đó thì phải bảo vệ an ninh cho cái khu vực người dân đang sống, và cái lực lượng mà khủng bố mà của bên Palestine đó, họ không cần nhiều người, họ chỉ cần một vài người thôi, nhưng mà nếu có một vài cái hành vi như vậy đó thì cũng đủ để cho Do Thái lại phải mở những cuộc tấn công mới. Và cứ như thế nó là một cái vòng xoáy và nó tiếp tục chồng lên những cái chuyện khác. Và giống như anh nói đó là chính xác đó, là cái người dân Palestine cuối cùng đó họ chỉ thấy trước mắt họ những cái sự đổ vỡ và những cái chết chóc, và cái đó nó lại thúc đẩy cho cái sự thù hận và lại tiếp tục châm ngòi cho những cuộc gọi là phản kháng khủng bố về sau. Đây nó quả là một cái trường hợp khó, nhưng mà ngay cả cái nội tình của người dân Palestine nó lại cũng gặp một cái khó khăn nữa, là vì cái chính phủ mà tự trị của Palestine đó, mà là hậu thân của cái tổ chức giải phóng Palestine của Arafat đó, thì hiện giờ là họ đang cai quản cái vùng Tây Ngạn, nhưng mà họ lại xung khắc với lại cái nhóm Hamas mà hiện giờ đang cai quản cái vùng Gaza, và hai bên cũng không thể làm việc được với nhau, cho nên tự thân Palestine bây giờ nó cũng trở thành hai cái tổ chức khác nhau và ở hai cái vùng khác nhau. Thế thì tóm lại cái bài toán của từ cái chuyện chủng tộc giữa Do Thái và Palestine đến cái việc mà người ta vẫn nói tới là có hai cái nhà nước ở tại cái khu vực này, thì anh nghĩ là cái triển vọng nó có đến được không? Một nạn nhân lớn trong sau cái cuộc hành quân này đó là cái chính phủ tự trị Palestine. Thì một lần mà chuyện như vậy đã xảy ra thì nó chứng tỏ cái sự bất lực của chính phủ đó. Đầu tiên đó, bất lực là không có dẹp được cái đám khủng bố này, cho nên Do Thái mới vô, không có trị được cái đám này, vì họ cũng sợ chứ không phải không. Thứ nhì là lúc mà quân đội Do Thái vô họ không cản được, nói Do Thái cũng không nghe, và bây giờ Do Thái rút đi rồi thì người dân cũng không nghe, họ nhìn thấy chính phủ này bất lực rồi, thành ra người dân lại không biết dựa vào đâu, thì lại dễ bị cái đám khủng bố nó dụ thêm nữa. Đó là cái mà nguy hiểm nhất. Tóm lại đây là một cái câu chuyện mà có lẽ nó sẽ không thể chấm dứt sớm được, vào ngay. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng cái chương trình hội luận ở đây, và khi quay trở lại chúng ta lại nói về một cái sự kiện khác có liên hệ đến người Hồi giáo, mà lần này thì nó xảy ra ở bên Thụy Điển, là một quốc gia phương Tây và rất là tự do dân chủ. Chuyện gì như vậy chúng ta sẽ đề cập tới chi tiết sau khi chúng tôi quay trở lại. Cảm ơn quý khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin được tiếp tục câu chuyện. Chúng ta vừa nói tới cái cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine ở tại cái xứ sở của nước Do Thái. Đấy nó là một trong những cái điểm nóng mà nó đã âm ỉ từ bao nhiêu thập niên, và trong tương lai nó có thể trực chờ một cuộc bùng nổ mới. Và vì vậy, đó là cái mối quan tâm của thế giới. Lần này chúng ta lại nói về một cái sự kiện khác nó xảy ra ở tại Thụy Điển, mà nó lại gây ra một cái phản ứng có thể nói là giận dữ của các người Hồi giáo ở hầu hết các quốc gia Hồi giáo trên thế giới, và nó cũng có cái cuộc biểu tình rất là dữ dội. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi muốn nói đến cái sự kiện đó là ở tại Thụy Điển đã có một cái nhóm người và họ đã đốt cái kinh Koran. Đây nó là một trong những cái vật mà được xem là thánh thiêng của người Hồi giáo. Đến đây thì tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ những cái tin tức liên quan đến sự kiện này, và không lâu trước đây nó đã có xảy ra một lần rồi phải không anh? Đây là lần thứ nhì. Lần trước hồi đầu năm nay đó thì một ông Thụy Điển cũng đốt cuốn kinh Koran trước cái tòa đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ. Những chuyện đó đã xảy ra trong một cái cuộc biểu tình lớn, và một ông này nổi cơn lên làm chuyện đó bất ngờ, sau đó cảnh sát họ cũng dập tắt liền. Lần này nó khác là hai cái người mà gây ra chuyện là hai người tị nạn gốc Iraq, từ Iraq đến Thụy Điển. Là đáng lẽ ra ở Trung Đông thì người ta không bao giờ dám làm cái chuyện này đâu, mà hai người này có lẽ bất mãn cái gì trầm trọng với lại Hồi giáo ở trong nước của họ, thành ra họ muốn làm cái chuyện này, và họ thông báo trước luôn, chứ không phải là một cái chuyện gì bất ngờ giống như lần trước. Họ xin giấy phép đàng hoàng. Và đầu tiên là cảnh sát ở Sweden đó, họ nói họ sẽ biểu tình, và trong cuộc biểu tình đó là họ muốn đốt cái cuốn kinh này. Thì cảnh sát đầu tiên là từ chối liền, đâu có cảnh sát ở đâu mà muốn cái chuyện này xảy ra. Đúng rồi. Thì nhóm này, hai người này họ chủ trương làm chuyện này, họ có tiền họ đi mướn luật sư và kiện ra tòa, và họ thắng ra tòa. Thì tòa Thụy Điển có xử nói là đây, cái chuyện này cho dù nó có xúc phạm đến đâu nữa, nhưng mà nó là một cái cách để mà bày tỏ cái tư tưởng của người ta, nó là phần của tự do ngôn luận mà hiến pháp Thụy Điển nó bảo vệ. Cho nên cho dù nó xúc phạm đến đâu nữa thì người ta cũng có quyền làm cái chuyện đó, người ta không đụng chạm đến ai, nghĩa là về thể chất nó không có làm thiệt hại ai hết. Bà không có, mới nói cảnh sát là không được quyền ngăn. Cho nên cảnh sát Thụy Điển bắt buộc phải cho ông này, hai cái người này đi ra biểu tình, và họ mời cả mấy chục nhà báo đến. Nó trở thành một cái biến cố của khắp thế giới luôn, đứng trước mặt bao nhiêu nhà báo đó, có cảnh sát bảo vệ mà họ đứng ra họ xé cuốn kinh Koran là đốt. Thì y như là mọi người tiên đoán, cả cái thế giới Hồi giáo, nhất là ở Trung Đông, nó bùng nổ lên như là lần trước. Và lớn nhất, như quý khán giả có thể thấy, hai những cuộc biểu tình ở Iraq và Iran là hai nước mà dân ra kéo nhau ra biểu tình. Không có gì ngạc nhiên hết, Iran thì chắc chắn là sẽ muốn cho dân biểu tình rồi. Ở Iraq thì người dân họ cũng giận lắm, và chăm dâu đổ đầu tằm. Họ nghĩ đây là một cái chính phủ Thụy Điển đã dung túng cho cái chuyện này. Tuy là chính phủ Thụy Điển, Bộ Ngoại giao Thụy Điển họ cũng lên án cái chuyện này, họ nói họ không bao giờ họ ủng hộ mấy cái chuyện này hết, nhưng mà tòa cho phép thì họ phải làm, họ cho làm. Bên Trung Đông thì họ cứ nghĩ là chính phủ Thụy Điển có phần ở trong cái vụ này, ít nhất là có trách nhiệm gián tiếp, cho nên họ cứ kéo nhau đến tòa đại sứ Thụy Điển, họ biểu tình đốt cờ Thụy Điển. Và ở ngay Baghdad thì cái đoàn thanh niên họ kéo nhau vô chiếm tòa đại sứ Thụy Điển luôn trong một ngày. Và chuyện nó xảy ra trong cái mùa hè nữa, mà ở Trung Đông thường cái mùa hè đó thì lại đây là có những cái biến động, biến thời tiết nóng quá nên người ta không kiềm chế được nguyên cả. Thì rồi đây cái hậu quả nó còn kéo dài ở khắp cả cái vùng Trung Đông. Có cái vấn đề là chúng ta nhìn vào cái văn hóa của Thụy Điển đó, thì giống như anh vừa mới giải thích đó, rõ ràng là cái chuyện này đã tối cao pháp viện của Thụy Điển họ cho phép, mặc dầu cảnh sát không muốn việc này xảy ra nhưng mà không thể cản được. Cho nên đấy nó là một trong những cái chuyện mà rất khó cho cái người không phải là Thụy Điển hay là những người như Hồi giáo đó, họ có thể cảm thông được cái sự việc này. Nó có một cái sự kiện nữa là cũng ở tại Thụy Điển nữa, để mà đối phó hay là để mà phản lại cái việc đốt này đó, thì lại có một nhóm người nữa. Tôi nghe nói là họ cũng nộp đơn, và lần này họ sẽ đốt cái kinh Torah, tức là cái kinh thánh của Do Thái. Anh nghĩ như thế nào về cái sự kiện này? Cái bộ Torah nó có kinh cựu ước của người Thiên Chúa giáo luôn. Đúng thế. Và một số những cái sách các tiên tri Do Thái nữa. Cho nên nó cũng là một cái bộ sách rất là quý, gọi là bộ sách sách thánh của trong đạo Do Thái. Cái người mà nộp đơn là một họ không nói lọc lên là ai, nó cũng là người đàn ông, cũng khoảng 30 mấy tuổi. Tức là trong cái tuổi cũng giống như là hai cái người mà đốt kinh thánh này, và chắc là một người Hồi giáo rồi. Và nộp đơn xin cái này, họ sẽ có một cái cuộc biểu tình trước tòa đại sứ của Do Thái, và trước đó họ sẽ đốt cái cuốn Torah và cuốn thánh kinh của Thiên Chúa giáo luôn. Thì nó sẽ, mà bên phía cảnh sát Thụy Điển ở Sweden, ở Stockholm họ đã thông báo ra trước rồi, vào ngày 15 tháng 7 sắp tới. Chắc chắn là các nhà báo, báo chí, truyền hình cũng sẽ tới. Thì nó sẽ có hai cái hậu quả. Cái mặt tích cực tuy là nó cũng sẽ thất phạm rất nhiều người, nhưng mà cái mặt tích cực thì nó làm cho dân Hồi giáo nhìn vô và thấy công bằng. Thì thực sự đây là một quốc gia, Thụy Điển là một nước pháp trị, họ không có thiên vị cho tôn giáo nào hết. Cái quyền mà được xúc phạm ai cũng được hết. Còn cái mặt tiêu cực của nó thì đương nhiên là hai cái người mà đốt cái này nè, làm chuyện này, những người mà làm chuyện này là họ muốn làm trước cửa tòa đại sứ Do Thái, là họ muốn khiêu khích những thành phần mà Do Thái cực hữu, để rồi bên Do Thái có thể sẽ có những cái hành động gì đó trả đũa. Và nếu mà trả đũa ngay trong cái vùng Tây Ngạn chẳng hạn, thì Palestine và Hamas lại tấn công Do Thái trở lại nữa. Cho nên những cái nhóm thứ nhì này cũng có mục tiêu của họ. Tóm lại thì cũng vì cái lý do tôn giáo thôi, mà nếu mà không hành xử khéo đó thì có thể nó dẫn đến cái xung đột, không chỉ còn trong cái phạm vi phạm trù tôn giáo nữa, mà có thể là một cái xung đột về mặt sắc tộc. Cho nên tôi cho rằng đây nó là một trong những cái sự kiện rất là quan trọng. Đối với lại Thụy Điển đó thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều đó là họ cũng khôn khéo, tức là mặc dầu luật pháp thì cho đấy, nhưng mà đối với lại Bộ Ngoại giao của Thụy Điển đó thì họ nói rõ là cái hành vi mà đốt kinh thánh này đó, nó biểu hiện cho một cái gọi là phân biệt chủng tộc và phân biệt tôn giáo. Cho nên cái điều này đó nó lại đi ngược với hiến pháp luôn. Cho nên cái việc đó có thể sẽ trở thành một trong những cái lý do khiến họ tìm cách để ngăn cản. Có cái điều mà tôi chỉ muốn mang ra đây. Họ sẽ, cảnh sát ở Stockholm họ đang nghiên cứu, họ truy tố hai cái người Iraq đó. Ở cái chi tiết đó là vì họ đốt cái cúng kinh ở, không phải là ở trước một tòa đại sứ, mà là ở trước một cái đền thờ Hồi giáo. Thì riêng cái đó thì nó lại đùng trúng một số những cái luật ở Thụy Điển cấm cái chuyện mà khủng bố những cái nhóm thiểu số. Cho nên hai người đó có thể bị truy tố về một cái tội khác. Tức là có thể nghĩa là phân biệt vì có liên hệ đến cái đền thờ, cái vị trí của cái việc đó, tức là có quyền đốt trước một tòa đại sứ chẳng hạn, vì nó là một hành động chính trị. Nhưng nếu đốt trước một cái đền thờ của một nhóm thiểu số thì nó là hành động của tính cách khủng bố khác. Vâng. Đến đây thì tôi nghĩ rằng là nó có một cái chi tiết quan trọng mà nó liên hệ đến về mặt chính trị đối với lại Thụy Điển. Thụy Điển và Phần Lan là hai quốc gia mà đã nộp đơn cùng một lượt với nhau để mong trở thành thành viên của NATO. Phần Lan thì được rồi, nhưng mà Thụy Điển trước đây đó thì đã bị chính Thổ Nhĩ Kỳ là cái quốc gia ngăn cản. Và Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đã có cái phản ứng rất là quyết liệt liên quan tới cái sự kiện vừa nêu hồi tháng Giêng vừa rồi. Nhưng mà lần này đó thì Thổ Nhĩ Kỳ dường như cũng lên tiếng phản đối, nhưng mà tôi thấy có vẻ như nó không có được quyết liệt cho lắm, không có mạnh cho lắm. Phải chăng là cái nhu cầu cần phải làm cái việc đó trước mùa bầu cử thì nó có, nhưng mà đến nay thì ông Erdogan cũng đã xong rồi, ông có tất cả quyền hành trong tay rồi. Thì liệu cái vị trí của Thụy Điển đối với NATO trong thời gian này nó như thế nào, thưa anh? Lần trước thì vì cái chuyện nó xảy ra trước tòa đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên mà trong cái cuộc biểu tình chống lại Thổ nữa, thì rõ ràng là nó muốn dằn mặt cái người đốt cái kinh đó, nó xúc phạm đến nước Thổ nhiều hơn là các nước khác. Tuy là xúc phạm đến Hồi giáo nói chung. Và cũng trong cái hoàn cảnh mà đang tranh cử tổng thống, thành ông Erdogan ông muốn đóng cái vai người hùng đối với lại những người Hồi giáo ở Thổ. Lần này khi bầu cử xong rồi, nhưng bác sĩ có nói thành ông không cần phải làm những cái gì mà quá độ nữa. Thổ có thể vẫn trả đũa Thụy Điển vì họ ghét Thụy Điển là một cái chuyện mà Thụy Điển dung túng cho cứu ma những người Kurd mà bị Thổ Nhĩ Kỳ truy bắt. Thứ nhì là nếu có dịp để lấy điểm với những người Hồi giáo ở Thổ cũng như là ở Trung Đông thì ông Erdogan cũng sẽ nắm cái cơ hội này. Và điểm thứ ba đó thì về mặt thực tế chỉ còn tuần nữa, trong tuần tới này thì khối NATO sẽ họp lại trong hội nghị thượng đỉnh kế tiếp, thì khó có cơ hội mà Thụy Điển được gia nhập trong cái đợt này. Cho nên Thổ mà có cản Thụy Điển nữa thêm nửa năm một năm nữa thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái an ninh của nước Thụy Điển cũng như là đối với NATO. Phần Lan đã gia nhập rồi thì cái chặng Phần Lan mới là cái thành viên quan trọng của NATO. Còn chuyện Thụy Điển có gia nhập hay không thì nó có tính cách biểu tượng nhiều. Mặc dầu thế nhưng mà chúng ta cũng biết một điều đó là nếu thêm nhân sự ở trong cái NATO thì nó cũng là cái điều tốt hơn. Và đây là cái điều mà Thụy Điển họ cũng yêu cầu để được trở thành thành viên. Dẫu sao thì là thành viên nó vẫn được bảo vệ tốt hơn là những cái người thành viên xung quanh mình. Và cái yêu cầu của họ nó đã có. Và ngay cả ông Tổng thống Biden trước khi đi dự hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới đó thì ông cũng nói ông ủng hộ cái chuyện mà Thụy Điển sẽ gia nhập NATO. Một trong những cái chi tiết mà trước đây Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách ngăn cản ở bên cạnh cái việc gọi là về mặt tôn giáo như tôi vừa nói đó, thì nó còn có cái chuyện là Thổ Nhĩ Kỳ cần phải deal với lại Hoa Kỳ liên quan tới mấy cái F-16 mà hồi đó Hoa Kỳ đã ngưng không có chịu bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thế thì anh nghĩ sao về cái việc này nếu trong thời gian tới? Chúng ta còn một ít phút để có thể mời anh trả lời. Mỹ không có, nếu Biden không thì không nên nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Tại vì thực sự cái việc mà Thụy Điển có tham gia sớm 1 hay 2 năm không thay đổi cái tình hình của NATO. Mà để cho nước Thổ bắt chẹt vì chuyện đó thì nó cũng không đáng. Cảm ơn cái chia sẻ của anh. Và kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị những cái vấn đề liên quan tới cục diện của thế giới từ một vài cái quốc gia mà chúng ta vừa mới tìm hiểu. Mong rằng là thời gian tới những cái chuyện gì xảy đến thì chúng tôi lại tiếp tục theo dõi để mang đến cho tất cả quý khán thính giả. Chúng tôi xin được chấm dứt chương trình hội luận ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý khán thính giả vào chương trình kỳ tới.